Bali, Ly Bà Ly vẫn phải lém hồi máu cả nhà Ok góc dưới này thì ok rồi Nhưng mà còn cái góc trên cả nhà kìa Hey, chào cả nhà nhá, vâng chào các bạn đến với video của mình nhá. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục Quay trở về cái chủ đề đó chính là chủ đề hội trường kinh đô anh em nhá Đợt này thì thật ra là mình thấy rằng đợt này đột kích cuối tuần nó đến gần như cảm giác liên tục với chúng ta ấy Cứ một hai hôm là lại đến đột kích cuối tuần anh em ạ Đánh nhiều đâm ra không biết là đợt này anh em đã chán chưa Nhưng mà dù sao thì mình là thủ lĩnh cả nhà Vẫn phải có một cuộc chiến đầu tiên để cho nó mở cái bản đồ đột kích đấy anh em Đấy bắt đầu đột kích anh em này đồng thủ lĩnh hoặc là thủ lĩnh các bạn nhé thì mới mở được còn bình thường thì sẽ không mở và như vậy là xong rồi ok đánh trận đầu đi nhờ do thám tấn công luôn anh em nhé và chúng ta sẽ uh, tấn công anh em nhé hiện tại thì uh, spell của mình hiện chưa có con spell băng anh em ạ chính bởi vậy mà chúng ta sẽ không không mở thêm được một con uh, một đơn vị spell nữa đâu anh em nhá ok nhưng mà không sao cả nhà này <laughs> đây rồi đây rồi đây rồi gian gian vào đường này luôn à khổ đường trên thì lại không đánh được cả nhà đây anh em nha ngon thơm canh ngập nước cả nhà này hồi máu này rồi con 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 kia đứng trong vùng hồi máu chưa có một con chăn ui dồi ơi bom ui bom nhiều ghê nhỉ làm bay mất một con chan của mình mất rồi anh em ạ bay mất một con chan của mình rồi ok chiến đấu hết mình nhá đường trên khá đẹp cả nhà nhà này được cái là nhà người ta chia chia bom ra khá tốt Chia cái con tháp bom ấy anh em Nên đâm ra mình đang khá là lú này Ok luôn Rồi Vẫn cứ phải chiến đấu hết mình thôi anh em Hết rồi, hết rồi, hết rồi Chính thức là nhóc một tay hết rồi đây, anh em ạ Không còn cái gì để chơi hết rồi Thôi, toang rồi 35% cho trận đầu tiên như thế này thì toang quá Ok, chúng ta sẽ phải lại thôi cả nhà nhá Chúng ta sẽ phải lại thôi anh em ạ. 35% cho trận đầu tiên thì có cảm giác là hơi hơi u buồn một tí nhở Nhưng mà dù sao thì sự thật đó là như vậy đấy anh em ạ. Ồ, oh, đường trên này ngon quá cả nhà này. Đường trên này ngon quá anh em ơi. Nhưng cần phải bắt được đó chính là một con uh, máy dập anh em ạ. Cần phải bắt được con máy dập. Góc dưới, Ủa ơi, góc dưới cũng khỏe nhá. Góc dưới cũng khỏe đấy anh em ạ. Không biết là lên đánh góc dưới hay góc trên. Có cảm giác cái trận này phải đánh ba trận à. Cảm giác cái trận này phải đánh 3 trận hay sao ấy Bà Ly. Bà Ly vẫn phải lém hồi máu cả nhà Ok góc dưới này thì ok rồi Nhưng mà còn cái góc trên cả nhà kìa Còn cái góc trên cả nhà kìa Ok anh em này Khá ngon cả nhà này Uầy, wow, Con kia lên gọi là thiêu thân thôi Nó cũng không, không làm cái gì rồi đó anh em ơi, đây 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 đây, còn máy dập. Ui. Đạo gian này sao lại chạy kiểu này? À đạo quy gia này. Cố lên phát được. Ôi. Cay quá bà con tôi ạ. À. Bắt được con máy dập không? Bắt được con máy dập không nào? Trời ơi. Không bắt được con máy dập cả nhà nhá. Ballon rocket rồi là tháp bom nó rỉa cho Đúng là Ôi rồi ôi luôn thôi Chính thức vẫn phải là ba trận anh em ạ Cay ghê ta Cay <laughs> thế nhở Vẫn phải ba phát cả nhà nhá Cũng may là ba phát thì uh, vẫn có 6, 6 trận để chơi Vẫn có 6 trận để chơi cả nhà Đấy, Bây giờ thì có thêm đạo này nữa rồi Đạo này nữa rồi anh em Dễ rồi dễ rồi dễ rồi Phát này thì dễ rồi anh em ạ Pha này thì dễ rồi, phát này thì chắc chắn là không không fail được đâu. Mình nghĩ là không fail được đâu anh em. Fail làm sao được nữa anh nhỉ? Với cái đạo quân hùng hổ như này, fail nữa thì thôi, đánh đấm gì nữa, Nghĩ. <laughs> ok, trận đầu tiên như vậy là mình cũng đã có một cái pha clear được vào một căn nhà. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua. Ái à, da, yeah. có anh em đang đánh rồi này. Anh em đang đánh chạy man di rồi. Mình vừa đầm phá khí rồi. Thì bây giờ cứ theo thứ tự thôi nhỉ. Chúng ta lại tiếp tục đến với uh... Ờ à, thung pháp sư đi Trời ơi Chiến luôn Bom bẫy đâu ra hết đi xem nào Bom bẫy đâu Ô, oh, Lú thế nhỉ à, Nhóc tê cũng có cảm giác lú theo cả nhà Lú như con cú theo đây rồi, đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi anh em ạ Và chúng ta cảm giác là nó không có bẫy đâu anh em ơi Không có bẫy đâu anh em nha Không có bẫy đâu, oánh được, oánh được, chơi đấy Rồi, giật tới bến này đây. đây, 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 phát này là hơi bị Ui ôi Bom đầu căng thế Còn quy không anh em Anh em cho, 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 cho nhóc vào tê hỏi là còn quy không ta Ôi, thôi, thôi, toàn rồi, toàn rồi toàn, toàn thế nhỉ anh em nhỉ Toàn, ôi giời ơi, sao quy lại chạy ra ngoài Sao buồn thế em ơi đùa thất vọng thật sự luôn ý ạ thể nào không thấy bóng quý ra đâu hóa ra là bọn nó chạy hết ra ngoài kia cả, cả nhà kia bây giờ vào thì thiêu thân mất rồi phát kia như có cảm giác là mình cắt góc không có sạch rồi lỗi lỗi trận đánh đó anh em ạ bây giờ thì mình vẫn cầm đó chính là hai con ok Lại anh em nha vẫn còn 5 tơn cơ à vẫn còn hai tơn nữa cơ không sao cả nhà nhá đây 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 đục 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 tường lú thế nhỉ ai rồi chết 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 rồi chết rồi cả nhà ơi lú rồi lú rồi lú rồi lú rồi lú hơn con cú rồi lão giật tới bến lão hay quá hay quá sòi ơi kìa yêu thương chưa cả nhà kìa hay luôn kìa anh em kìa khô máu đi anh em ơi hay quá. rồi ơi hay 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 hay. Hay hay hay, hay 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 hay. hay 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 anh em nhé Mỗi tội là mấy con quy ra là chạy hơi sâu bên trong thôi. Còn đâu mọi thứ, mọi thứ là ok cả. Này, balon rocket vào lửa kìa. Ok, nói chung khá là đẹp trai thôi. Cho cái trận thứ hai. Cho cái trận thứ hai như vậy là cũng khá ok. Như vậy ở cái trận uh, trận thứ hai trận thứ hai mà nó đã như thế này rồi thì trận này chắc phải đánh bốn tư trận thứ ba thì mình sẽ cố gắng đẩy sâu hơn nữa cả nhà nhá nhưng mà có hai con cối anh em này rất là căng luôn mình sẽ không mang ba lon đi nữa anh em ạ xóa hết ba lon đi mình sẽ xóa hết ba lon đi anh em nhá lia được con nhà chính à wow, ngon quá nhỉ nó kích hoạt được ra cho mình quả bom ngon quá anh em ạ đây anh em này Trời ơi Ui, ôi Đi vẫn Cái đạo này đi vẫn sai đường lắm cả nhà Đùa đi vẫn sai đường lắm Sai cái đường lối chính trị lắm Trời ơi Sai đường lối chính trị thế Khô báo đi nào Cảm giác vẫn sai đường lối chính trị thế nhờ Đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi Nhà chính đây rồi nhà chính đây rồi Cứ từ từ để cho nó giặt cho nó tung ra hay quá hay quá anh em ơi hay quá các bạn ơi đây 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 tầm bắn không tới à, mà sao lại chạy lên đấy Úi rồi ơi. rồi u rồi ơi ui giời ơi gian 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 chạy, gian chạy lên trước Rồi, như vậy là chúng ta vẫn phải có một tơn nữa dành cho anh em ở vị trí sau còn nhóm một tê <laughs> lìa đến đây thôi anh em ạ lia đến đây thôi vâng như vậy là chính thức là hết tơn rồi đấy còn nếu nhóc một còn tôn nữa là nhóc một tên quật đấy nhưng mà hết tơn rồi phá hết sạch tơn rồi anh em ạ đây nhóc một tám nghìn điểm thôi tám nghìn vàng hơi yếu anh em nhỉ rồi vứt đây đã nhà anh em nhà bây giờ thì uh, nhóc sẽ lấy những con đạc khác đi uh, chiến uh, kinh đô đã anh em nhá À, con nạc này thì nhóc vào đây vừa clear được đâu đó cỡ tầm khoảng uh, gần 10.000 vàng kinh đô anh em ạ Rồi tiếp tục lại úp vào đây anh em nha Kể ra mà có cỡ tầm khoảng 5-10 đến con nạc thì cũng nhanh thôi anh em nhỉ Chúng ta lên được 18.000 vàng kinh đô rồi Để đẩy vào uh, đỉnh núi kinh đô rồi anh em ạ Đây con này huyền trang này vừa clear được uh, 10.047 vàng cơ căng nha về đấy Rồi ờ uh, thêm được một lúc nữa thì anh em clan nhóc của tôi cũng đã đẩy lên được ba uh, 32.000 nghìn uh, vàng kinh đô ở đây rồi cả nhà Mình vừa đánh thêm được 11.000 anh em ơi Chính bởi vậy mà mình sẽ đẩy luôn vào 44.000 rồi anh em nhá Nhanh thôi nhờ Thông tin cả nhà này đấy. Mình Tuấn nhóc của tê lại lên đầu rồi Con huyền trang của mình kìa Nhóc của tê nữa Đây con dưới này thì uh, có Con này đánh hơi lỗi tí ti 6.000 <laughs> Toàn nhóc của tê quạt chơi anh em ạ Đâu đó 4 hạc rồi à, Hiện tại thì chỉ có hai hạc anh em uh, đẩy thôi Nhưng mà dù sao nhìn thấy vàng kinh đô lên như thế này Thì cảm giác là bung lên uh, hội trường kinh đô cấp 5 cũng nhanh thôi cả nhà Chúng ta sẽ đi làm một trận đã cả nhà nhá Ok luôn anh em à, Chúng ta sẽ đi làm một đó. Rồi vứt đó đã cả nhà nhỉ Bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi uh, farm lấy một trận đi cả nhà nhỉ Trên con đặc thân 13 này Rồi ok Chiến luôn anh em nhá đây là con đạc 13 thủ lĩnh thôi anh em ạ Quay trở về con mà vừa xét qua kinh đô cho anh em đấy Ây da 800 nghìn cả nhà này 9k dầu đen cũng được Nhưng mà dầu hồng hơi ít Cái giá dầu hồng mà tăng tăng lên tí là nhóc một tên quật đấy Đây rồi anh em ạ Như vậy là mình cũng đã tìm ra một con nhà Ở trang 13 <laughs> Cơ bản nó là giàu anh em nha Cơ bản nó rất là giàu Chính bởi vậy mình chúng ta sẽ clear luôn rồi Cùng soi qua con bay này một tí ti nào cả nhà ơi Vẫn cần để cắt góc cắt ghiếc Nhờ cái hướng cắt góc thì thôi Để cho nhẹ nhàng một tí ti thì mình sẽ Đẩy cái góc uh, 3 giờ đi Khung góc 12 giờ Có một JT này Kèm theo một visa cắt góc đường dưới anh em này Ôi trời ơi yêu rồi yêu rồi Trận này đánh uh, Cảm giác như chất như nó cắt luôn ấy anh em ạ Ôi yêu thế Tôi chết rồi, mình đẩy đẩy, ui thật thật Thôi chết tôi rồi Đẩy đại quán giáo sâu, ui thật 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 thật... Toan rồi, rồi, toan rồi, toan rồi Thôi 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 thôi, bình tĩnh Hết bé rồi anh em ơi, đẩy đại quán giáo sang bên đấy hết bé thôi Hết to lên thì, thì thôi toang hero hunter cả nhà này, golem, golem, golem King Queen các kiểu vào luôn, rồi ôi Super Bowler luôn anh em ạ à. Chiến bùm bụp luôn anh em ơi, con Hewler nó đang bị đốt rồi toàn quá ui rồi ôi bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hết sức bình tĩnh nhá còn siêu bom không đẩy cho nhanh hết sức bình tĩnh hết sức bình tĩnh cực kỳ bình tĩnh chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh ở những pha thi đấu đó không bị rung động đúng không chúng ta sẽ không bị rung động trái tim Con spell lộ không anh em Con cả nhà Queen gồng lấy được con một tia Con nhà này dù nhóc ở tê đánh có hơi rùa gà một tí thôi Nhưng mà dù sao thì vẫn cứ đẹp trai Khoai hơi to <laughs> Ok luôn anh em Độc điếc vẫn còn đây này Thoải mái đi anh em Nữ tướng hoàng gia gồng rồi à cả nhà Gồng rồi cả nhà Cũng không còn cái gì để chiến nữa rồi Ok Như vậy chúng ta có 3 sao Đẹp, đẹp trai quay hơi to tí <laughs> rồi Euler, super bubble ô có này dưới đây kẹt thế góc trên ngon rồi anh em ơi bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi lấy lốt dầu vàng rồi chúng ta sẽ quay trở về thôi nhỉ thật ra là con này cũng định farm những con nào khác đấy 14 hoặc 13 đấy Nhưng 14 thì mình đánh rất là nhiều rồi đợt này thì thật ra là đang muốn đẩy con này lên để cho nó mắc cho uh, mười 13 cả nhà sau đó thì bu 14 cùng với anh em chính bởi vậy mà anh em thấy đợt này cày khá nhiều cho mười 13 rồi, bà hôm nay được cái dân nó đang dư nữa Đây là bắt buộc phải quay ra cày Quay lại có 500 vàng kinh đô nữa này Về đỉnh núi kinh đô xem sao nhá Đỉnh núi kinh đô thì vẫn 44 nghìn thôi anh em ạ Từ vừa nãy giờ đúng là Nhau thấy không lưng cái, không thấy anh em nào lưng cả Buồn thật đấy <laughs> Ok và hôm nay video đến đây thôi Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau nhá Và giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá